Tạm biệt những chiếc ống nước dài cong kênh, khó chịu, nặng nề, bảo quản vướng víu. Tạm biệt những bất tiện do những chiếc ống cao su dễ xoắn, dễ gập gãy, dễ rạn nứt rò rỉ, dễ nghẹn nước. Hãy nhìn xem, chỉ cần một cái lắc tay, Magic Hold sẽ mang đến cho bạn những điều kỳ diệu như thế nào. Lắc tay, vòi dẫn lại nhanh chóng gắn chặt chẽ vào nguồn nước theo những đường rãnh vặn, không sợ bùng xúc vì áp lực nước, không sợ bị rò rỉ gây lãng phí nước. Lắc tay, có ngày làn nước phun sương, dịu nhẹ, nhanh chóng giảm nhiệt trong không khí vào những ngày nóng bức, càng dễ thẩm thấu vào lòng đất, mang lại sự sống cho cây cối trong vườn nhà. Lắc tay, chế độ tia giúp bạn và gia đình dễ dàng vệ sinh cho thế yêu một cách hoàn hảo. Lắc tay, dòng nước mạnh mẽ dưới chế độ từ áp lực sẽ thay bạn thanh toán những vệt bẩn, những vết bùn đất bám dính trên sàn, trên tường hay thậm chí là tại những vị trí tay người không thể với tới. Lắc tay, hai ống dẫn dễ dàng kết nối, mang lại độ dài tối đa lên đến 30m. Vòi xịt nước thông minh Magic Hold, cải tiến mới, tính năng siêu việt, thiết kế thông minh. Tưới cây, vệ sinh nhà cửa, rửa xe, tắm thú cưng, truyền dẫn nước giờ đây không thể nhẹ nhàng hơn. Thanh Tú mến chào tất cả quý vị khán giả của Aesop. Và thưa quý vị, mỗi lần mà Thanh Tú xuất hiện thì chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị một cơ hội mua sắm cực kỳ ưu đãi và mức giá thì vô cùng sốc cho quý vị nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được sở hữu trọn bộ sản phẩm, đó chính là bộ vòi tưới đa năng đến từ thương hiệu Magic Hold quý vị nha. Với 7 chế độ tưới khác nhau, quý vị chúng ta có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm ngày hôm nay để có thể là xịt rửa những vật dụng trong gia đình của mình. Và chắc hẳn tất cả quý vị chúng ta cũng đã quá là quen thuộc với bộ sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay, đã được giới thiệu trên Aesop trước đây rồi đúng không nào? Và dĩ nhiên là cái tính đa dụng của nó phù hợp với mọi không gian trong gia đình của quý vị. Bởi vì sao? Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng, dễ dàng kết nối, và đặc biệt hơn là phù hợp với rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau. Chúng ta có thể dùng để cái tưới hoa nè, chúng ta có thể dùng để rửa xe nè, hoặc là những cái vật dụng trong gia đình của mình á lâu ngày đã bị bám bụi rồi mà mình muốn đem ra ngoài sân mình tưới, mình làm rửa để có thể tái lại sử dụng, thì chắc hẳn đây là một cái dụng cụ vô cùng là phù hợp luôn. Hãy nhanh tay nhớ rằng hãy gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi ngay bây giờ với mức giá là 499.000 đồng quý vị nha. 499.000 đồng cho cả 3 bộ sản phẩm ngày hôm nay, mua một mà được cả 3. Cho nên là tất cả quý vị chúng ta hãy nhanh chóng sở hữu sản phẩm ngày hôm nay để có ngay một cái giải pháp vô cùng hữu hiệu để tất cả chúng ta có thể xịt rửa, tưới tiêu một cách vô cùng dễ dàng, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức, và đặc biệt hơn là tiết kiệm được chi phí nữa quý vị nha. Bộ vòi xịt nước thông minh Magic Hold, đầu tưới thông minh Magic Hold với 7 chế độ: phun sương, phun tia thường, phun thành dòng, xịt vòi sen, phun thường, phun tia nhẹ, xịt áp lực. Đầu tưới thông minh 7 chế độ Magic Hold giúp bạn dễ dàng tưới tiêu, vệ sinh nhà cửa, sân vườn, rửa xe, giảm nhiệt trong không khí, truyền dẫn nước. Bộ vòi xịt nước thông minh Magic Hold, đường ống thiết kế thông minh, chất liệu tuyệt hảo, siêu bền, chịu được va đập, không gập gãy, không xoắn rối, siêu giãn nở, kéo dài lên đến 15m khi sử dụng, quay về kích thước ban đầu 5m, dễ cất gọn khi không có nhu cầu. Siêu thông minh, có rãnh vặn kết nối với nguồn nước và kết nối thêm ống dẫn nước để tăng độ dài. Bộ 3 vòi xịt nước thông minh Magic Hold, trọn bộ 3 vòi chiều dài lên đến 45m, giá 799.000 đồng, giảm ngay 50%, chỉ còn lại 399.000 đồng, tặng ngay 3 van nối, một bộ dụng cụ 12 món, một bộ dao 5 món cao cấp, một áo thun nam cao cấp. Giá và quà tặng chỉ áp dụng trong khung giờ đang phát sóng trực tiếp. Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì có rất nhiều quý vị khán giả gọi điện thoại cho chúng tôi và có một cái câu hỏi rất là hay. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là cái câu hỏi và thắc mắc của rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó chính là lý do tại sao mà cái chiều dài ban đầu của nó chỉ có 5m mà thôi, mà khi mà chúng ta sử dụng á lên đến tận là 15m thì cái độ co giãn này nó như thế nào? Và thưa quý vị, để giúp cho tất cả quý vị chúng ta hiểu rõ hơn và cũng như giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả đã gọi điện thoại cho chúng tôi, thì Thanh Tú đã tiến hành tháo ở phía bên trong ra. Và như quý vị chúng ta thấy là ở phía bên trong cái phần ống nước của chúng ta là được làm bằng chất liệu là cao su thiên nhiên cao cấp quý vị nha. Với chất liệu cao su thiên nhiên cao cấp này thì quý vị chúng ta thấy không ạ, độ co giãn của nó vô cùng tuyệt vời. Để Thanh Tú kéo kéo từ từ nha, rồi kéo mạnh hơn nữa đó, quý vị thấy không ạ,
vô cùng là tuyệt vời nha quý vị nha. Kéo vô cùng là mạnh luôn, tác động lực rất là mạnh luôn, nhưng mà cái độ co giãn của nó thì không khỏi phải bàn tới nữa quý vị ạ. Rất là tuyệt vời. Và có một số quý vị cũng thắc mắc với chúng tôi rằng liệu rằng cái độ co giãn này thì khi áp lực nước nó tác động vào thì có gây ra cái hiện tượng là bị vỡ ống hay không? Thì xin thưa với tất cả quý vị rằng ở phía bên ngoài thì nó được phủ bởi một cái lớp vải dù như thế này. Cái lớp vải dù này cũng được làm bằng chất liệu cao cấp và sẽ cố định cái phần ống dẫn ở phía bên trong khi mà có áp lực nước đi qua. Thì dĩ nhiên đạt đến độ dài là 15 mét thì cái ống cao su ở phía bên trong sẽ bị kìm hãm lại. Do vậy là sẽ không thể lan ra cái tình trạng đó chính là bị vỡ hoặc là bị đứt ống dẫn nước ở phía bên trong. Và chúng tôi hiểu rằng có một số nhà hộ gia đình đó quý vị, nhà của chúng ta thì cách ngang một cái con đường mà đôi khi chúng ta muốn tưới tiêu ở phía bên kia mà chúng ta cần phải dẫn nước đi qua mà vô tình có một chiếc xe máy hay là một chiếc xe hơi chạy ngang. Thì dĩ nhiên là đối với những cái loại ống nhựa thông thường khi mà áp lực lớn như vậy có một cái lực tác động thêm nữa thì sẽ xảy ra tình trạng đó chính là bị vỡ hoặc là bị xì ống nước. Tuy nhiên với sản phẩm ngày hôm nay thì hiện tượng này hoàn toàn không xảy ra quý vị nha. Cho nên là quý vị chúng ta hoàn toàn yên tâm sở hữu về và sử dụng nha quý vị nha. Vô cùng dễ dàng với 7 chế độ tưới tiêu khác nhau quý vị nha. Và kính thưa quý vị, với bộ sản phẩm ngày hôm nay chắc chắn sẽ phù hợp với rất nhiều không gian và nhu cầu sử dụng trong gia đình của mình. Ví dụ như ở phía trước nhà mình sử dụng một vòi để có thể là tưới tiêu những cái loại hoa cây kiểng mà mình yêu thích nè. Ở trên sân thượng thì mình cũng có thể bố trí một vòi để mình xịt rửa ví dụ như là khói bụi thường xuyên trong cái không gian mà mình giặt giũ hoặc là mình phơi nha đồ đó quý vị cũng được luôn nha. Ở nhà bếp mình dễ dàng kết nối để mình rửa những cái vật dụng trong gia đình của mình một cách thể dễ dàng và thuận tiện. Cho vậy là tất cả quý vị hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi ngay bây giờ đi ạ. Và số lượng đơn hàng đã ngày càng gia tăng lên rồi đó. Quý vị cũng có thể thấy là thời lượng chương trình thì ngày càng giảm đi và số lượng đơn hàng thì ngày càng tăng lên. Dĩ nhiên ngay lúc này là lúc mà tất cả quý vị chúng ta phải nhanh chóng gọi điện thoại cho chúng tôi để đặt hàng. Thưa quý vị, số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình rồi và qua cái khung giờ phát sóng ngày hôm nay thì tất cả quý vị sẽ không được mua sản phẩm này với mức giá ưu đãi này đâu, và đặc biệt hơn là quà tặng thì cũng sẽ không còn nữa nha quý vị nha. Cho nên tất cả quý vị nhanh chóng gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi đi ạ. Quý vị đã gọi điện thoại đặt hàng chưa ạ? Xin được chúc mừng cho những quý vị khán giả nào, những quý vị khách hàng nào đã gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi thành công rồi. Và xin được chúc mừng cho quý vị, chúng tôi cũng sẽ cam đoan là giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn nữa là quý vị chúng ta cũng nên yên tâm nha, bởi vì sản phẩm của chúng tôi có chế độ bảo hành là 1 năm 1 đổi 1. Như vậy là trong quá trình sử dụng của quý vị, nếu như có lỗi từ nhà sản xuất thì chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị 1 đổi 1 luôn. Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm nha quý vị nha. Và kính thưa quý vị, Thanh Tú xin được nhắc lại là tất cả quý vị khán giả chúng ta đang được theo dõi chương trình bán hàng trên iShop ngày hôm nay với mức giá vô cùng là ưu đãi nha quý vị. Xin được nhấn mạnh lại một lần nữa để tất cả quý vị chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi. Ngày hôm nay sản phẩm của chúng ta đó chính là bộ vòi xịt đa năng đến từ thương hiệu Magic Home quý vị nha, với 7 chế độ xịt khác nhau phù hợp với rất nhiều những đối tượng sử dụng khác nhau luôn. Ví dụ như là người lớn tuổi sử dụng để có thể tưới những cái cây kiểng giúp cho cái khoảng thời gian tuổi già của mình trở nên thi vị hơn, ý nghĩa hơn nè. Hay là những bà nội trợ cũng có thể sử dụng để có thể là rửa những cái vật dụng trong nhà bếp đã lâu ngày mà chúng ta không sử dụng đến, hay là những cái vật dụng trong gia đình của mình đó quý vị, mình đem ra sân, mình giặt, mình phơi, mình rửa thì cũng rất là thuận tiện và dễ dàng luôn. Rồi đối với những hộ gia đình nào mà có những cái hồ bơi nho nhỏ cho các em nhỏ của mình đó quý vị không cần phải là làm đầy nước bằng những cái xô nước mà mình xách, mình phải khom lưng mình xách rồi mình phải bị cái chứng đau lưng nữa. Tất cả những cái vấn đề đó sẽ giúp cho quý vị chúng ta cải thiện được một cách vô cùng dễ dàng và rõ ràng với bộ vòi xịt đa năng Magic House đang được giới thiệu trên iShop ngày hôm nay quý vị nha. Rồi ví dụ như là nhà của chúng ta có những cái ô cửa kính đó quý vị mà nó hơi cao cao một chút xíu, mà đôi khi chúng ta mắc những cái thang hay là những cái ghế để có thể dùng những cái cây lao á, thì đôi khi nó cũng không sạch mà thậm chí là cũng khá là nguy hiểm nữa. Tuy nhiên với cái chế độ xịt thành dòng thì tất cả quý vị chúng ta có thể xịt một cách vô cùng là dễ dàng và thuận tiện luôn. Nhanh chóng gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi. Thời lượng chương trình đang dần trôi qua ở những giây phút cuối cùng rồi. Nếu như ngay lúc này tất cả quý vị mà chúng ta không gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi thì dĩ nhiên quý vị sẽ bỏ lỡ ngay một cái cơ hội mua sắm không thể nào ưu đãi hơn nữa ạ. Thưa quý vị, nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi ngay bây giờ. Thời lượng chương trình đang dần trôi qua rồi ạ. Và thưa quý vị, có thể nói đến đây thời lượng chương trình cũng đã dần trôi qua và kết thúc rồi. Rất tiếc cho những quý vị khán giả nào chưa có thời gian cũng như là chưa kịp theo dõi và đặt hàng,
trong chương trình ngày hôm nay. Thì hẹn gặp lại quý vị ở những sản phẩm tiếp theo và ở những số phát sóng tiếp theo. Và đến thời điểm hiện tại thì thời lượng chương trình đã dần trôi qua. Rất là tiếc khi nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo. Và hãy luôn nhớ, mỗi lần Thanh Tú xuất hiện thì sẽ mang lại cho quý vị một cơ hội mua sắm cực kỳ ưu đãi với những sản phẩm vô cùng chất lượng. Và đặc biệt hơn là mức giá thì cực kỳ sốc quý vị nha. Cho nên là hãy luôn luôn bật Azershop lên và theo dõi những số phát sóng trực tiếp nha quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.